Thưa quý vị, cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm. Đó là suy nghĩ và cũng là hành động của ông Nguyễn Văn Ảnh, bí thư chi bộ ấp Đồng, đảng bộ xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Cũng chính đã nói thì phải làm, mà ông đã tạo dựng được uy tín, niềm tin với cán bộ đảng viên. Qua đó đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, xây dựng chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Chi bộ ấp Đông xã Long Phước, thành phố Bà Rịa có 67 đảng viên. Để mọi công việc trong chi bộ luôn nhận được sự đồng thuận, triển khai trôi chảy, thuận lợi, ông Nguyễn Văn Ảnh, bí thư chi bộ ấp, luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ cấp ủy, đảng viên, các chức danh trong ấp. Chính vì vậy, ông Ảnh cùng với ban điều hành, ban công tác mặt trận, các đoàn thể đã nêu gương trước khi vận động đảng viên nơi cư trú, người dân cùng đồng thuận bàn giao mặt bằng để nhà nước nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hương Lộ 3, đường số 78 nối dài, bê tông hóa 8 tuyến đường hẻm. Chi bộ ấp cũng vận động hơn 140 triệu đồng, lắp đặt 10 camera an ninh, 20 đèn chiếu sáng, góp phần làm thay đổi bộ mặt ấp Đông. Đi đến từng hộ gia đình bà con mà có cái nằm trên tuyến đường mà có cái diện mà đất trong cái tuyến đường đi qua đó thì cũng vận động bà con tuyên truyền rồi để bà con đồng thuận là thống nhất, rồi có cùng hợp tác với cái chính quyền địa phương để rồi gỡ các cái công trình rồi hàng rào các cái cây, những cây trồng của bà con á, để tạo điều kiện cho bàn giao mặt bằng cho cái thi công, rồi với lại đem là cái công khai các cái trụ sở của ấp, các cái diện tích, rồi các cái mô hình để công khai cho bà con nắm, để bà con thấy đó, để bà con cùng đồng thuận là góp tay với chính quyền địa phương để hoàn thành chung cái nhiệm vụ của địa phương, để cho xây dựng cái nông thôn mới càng ngày càng hiện đại hơn. Từ năm 2022 đến nay, chi bộ tổ dân vận ấp Đông xã Long Phước triển khai các mô hình vận động hộ dân trồng hoa hoàng yến tuyến đường số 74, trong trụ cờ đúng quy cách tuyến đường Hương Lộ 3, vận động trao tặng 61 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn với kinh phí gần 50 triệu đồng. Thì từ ngày mà chú đảm nhiệm với chức bí thư ở trong ấp á, thì chú cũng rất là năng nổ, tích cực. Chú cũng đã động viên cho các tổ ráng làm hộ để đưa ấp Đông mình lên. Chứ làm thì quá, công chuyện nó quá nhiều, mà cũng từ cái tiếng nói của chú mà các tổ dân cư cũng ráng mà làm để giúp cho bà con nhân dân ở ấp của mình. Để người dân tin, đối với ông Ảnh, cán bộ đảng viên phải nói đúng chủ trương, đường lối và phải gương mẫu làm trước. Cũng vì nói được làm được mà ông luôn được cán bộ đảng viên và nhân dân trong ấp tin tưởng. Thì thấy chú Ảnh làm đây hồi nào giờ thấy cũng được lắm, tính tình cũng tốt với ấp, với người dân. Những chuyện gì các trường hợp thì chú Ảnh cũng thông báo, là nói chuyện với cảm tạ với người dân cũng đồng ý, đẹp. Thì như chính bản thân của tôi thì thấy như gia đình rồi thấy cũng là rất là vui vẻ, phấn khởi. Đường đồ đẹp đẽ, ra vô đường dầu đồ, không phải như nhiều trước nữa, đường đá đồ rồi lõm nữa. Thì từ năm 2022 đến nay, dưới vai trò trách nhiệm là bí thư, đồng chí cùng với cấp ủy cũng đã lãnh đạo thực hiện cái nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ và cái nghị quyết của đảng bộ. Coi như đồng chí cũng đã lãnh đạo tuyên truyền vận động coi như là đảng viên, nhân dân tham gia cái phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Thì trong năm 2023 coi như chi bộ ấp Đông được coi như đảng bộ công nhận là chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đối với đồng chí coi như là cá nhân đồng chí là coi là đạt là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa quý vị, nói đi đôi với làm là biểu hiện sự gương mẫu trung thực của mỗi cán bộ đảng viên trước nhân dân. Có như thế người dân mới quý, mới tin và mới làm theo. Và thực tế cũng chứng minh qua phóng sự chúng tôi vừa chuyển tải là nhờ nói đi đôi với làm mà ông Nguyễn Văn Ảnh đã lãnh đạo chỉ đạo chi bộ ấp Đông, đảng bộ xã Long Phước, thành phố Bà Rịa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.